quan thứ 6, người chơi sẽ phải vượt qua 5 vòng thi của chương trình với các số tiền thưởng khác nhau dựa vào sự may mắn của người chơi. Chúng ta sẽ có 5 gói tiền thưởng từ 1 đến 5 tương ứng với các số tiền 1, 5, 10, 15 và 25 triệu. Chúng ta sẽ cùng đến với 5 gói tiền thưởng ở phía trên. Và người chơi chọn tiền thưởng rồi đến với một thông tin hoặc một nghề nghiệp mà chương trình đưa ra. Nghề nghiệp hoặc thông tin này ứng với khách mời nào mà chúng tôi mời tới chương trình. Và bây giờ sẽ là 6 khách mời trong chương trình hôm nay. Xin mời. Sáu khách mời sẽ đến với chương trình và cùng mặc trang phục theo một chủ đề nào đó. Chủ đề rạp xiếc. Rạp xiếc. Có chú Hề mặc hơi căng đó nha. Chú Hề mặc căng. Tại chú này chưa diễn Hề, giờ còn đang căng xíu. Và hãy cùng xem họ giới thiệu về mình để có thêm thông tin. Xin mời, số 1. Ảo thuật đối với tôi là một huyền bí và đầy bí ẩn. Tôi luôn có ao ước tìm một nửa của mình, đó là một ảo thuật gia tài ba. Tôi là Cẩm Ngọc, hãy đón xem tôi là ai nha. Và bây giờ sẽ là khách mời số 2. Xin chào mọi người, tôi là Viết Trung. Ước mơ lớn nhất của tôi là được đứng trên sân khấu biểu diễn. Khi đó, mọi ánh mắt sẽ tập trung về phía tôi. Điều đó làm tôi rất thích thú. Hãy đoán xem tôi là ai. Giọng nói trầm ấm, đúng không? Phong thái đĩnh đạc. Bây giờ sẽ là số 3. Chào các bạn, tôi thích xem phim, nghe nhạc. Tôi thích tấu hài. Xin bạn đoán xem tôi là ai. Bây giờ sẽ là số 4. Xin chào mọi người, mình tên là Ngọc Ước, có nghĩa là ước gì được đó. Sở thích của mình là đi đến những nơi có nhiều hoa lá cỏ cây. Thích đọc truyện ma, thích xem phim ma và đặc biệt rất sợ ma. Mọi người hãy đón xem mình là ai nhé. Diễn kinh không? Số 5. Xin chào, tôi tên là Đức Anh. Với đôi bàn tay ma thuật này, tôi có thể biến hóa được nhiều điều bất ngờ và đảm bảo sẽ thu hút được ánh mắt người xem. Vậy, Buka và mọi người hãy đoán xem tôi là ai nha. Thấy chưa? Không cho em đoán rồi thôi luôn sao? Mọi người là em đó, em là trong mọi em người. Em nằm trong bếp mọi người là quá xui rồi. Bây giờ sẽ là số 6. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với sở thú kỳ diệu ngày hôm nay. Và tôi, Công Tuấn, là người có thể điều khiển tất cả những con thú theo suy nghĩ của mình. Từ việc làm cho những con thú nhau lộn, đạp xe đạp và làm phép tính. Và đặc biệt là tôi chỉ điều khiển thú nhồi bông thôi. À, còn thú thật thì chưa bao giờ nghĩ tới. Và các bạn hãy đoán xem tôi là ai nhé. Dễ thương quá. À, anh có công nhận một điều ngày hôm nay không? Giọng của 6 khách mời của chúng ta, giọng ai cũng hay hết. Dạ, yeah. Ở trong 6 khách mời của chúng ta, ai giọng cũng có cái khả năng trình diễn và thuyết phục rất là đó. Cao nha. Và chúng tôi muốn Hứa Minh Đạt bình tâm lại một chút, cũng như ban bình luận chuẩn bị sẵn sàng những kiến thức để tư vấn cho người chơi, cũng như các quý vị khán giả đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay lại ngay. Đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6. Đây là vòng 1 được mang tên ấn tượng đầu tiên. Nhiệm vụ của người chơi đó là lựa chọn một gói tiền thưởng, rồi sau đó chúng tôi sẽ đưa ra thông tin hoặc nghề nghiệp tương ứng với vòng 1. Chúng ta sẽ có 3 quyền trợ giúp dành cho người chơi chỉ được sử dụng ở vòng 1 đến vòng 3. Đó là loại trừ, đặt ngôi sao may mắn để nhân đôi số tiền thưởng và hỏi nhanh đáp nhanh trong vòng 1 phút. Chúng ta sẽ đến ngay với gói tiền thưởng. Bạn sẽ chọn được gói số bao nhiêu? Số 3. Số 3. Theo Minh Đạt thì số 3 này có bao nhiêu tiền? Không biết được, mở ra mới biết được chứ bây giờ không đoán mò được, thích số 3 thôi. Giác quan, dùng giác quan đoán thử anh. Đây là chương trình Giác quan thứ 6. 5. 5 triệu. Vậy thì chúng ta hãy cùng đến với thông tin của vòng 1. Ca vọng cổ hơi dài. Đây là một khả năng. Nào Puka, cho em cơ hội nói trước. Rồi, hai chị em tụi em nghĩ giống nhau đó. Mọi người thì sao? Các em nghĩ gì hãy nói đi. 1, 2, 3. Số 1. Cười vậy. Cái này là trực giác của chúng em chưa có lý trí nha anh. Dạ. Nên anh cũng muốn suy nghĩ là số 1 hoặc là số 4. Tại sao? Tại vì hơi dài á, tại phụ nữ người ta hơi rất dài. Đúng. Anh ở nhà anh nghe mấy già chửi hơi rất dài. Người ta nói cả ngày. Lia. Nói về phụ nữ hơi dài, chỉ có hai người phụ nữ. Người số 1 hoặc là người số 4. Đúng mà em cũng suy nghĩ vậy đó anh. Nhưng mà riêng về dung mạo của hai chị á, thì chị số 1 em nhìn lại giống những chị hay ca giọng cổ MC rồi hả? Em thấy giống mấy chị mà trong cái gì mà đàn ca tài tử. Đúng á. Rồi, đúng rồi. Chị có cái nét giống kiểu miền Tây. Dạ. Dạ. Các cụ vẫn nói
đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Vậy thôi đừng bắt nữa, đi về em. Số 1 luôn á. Chẳng nghe là cứ ban bình luận nói gì người chơi nghe vậy. Không phải. Đừng để đến lúc thật sai lầm diễn ra rồi lúc đó thức tỉnh là muộn đấy. Cái đó là cảm giác. Thật sự là đúng, là tại vì cái nét mặt của chị, cái nét mặt á, với lại cái thần thái và cái giọng, với lại cái cách nói chuyện từ từ giống như là một là MC hay là gì đó, rất là rõ vành rõ chữ. Khi mà chị hát giọng cổ thì chắc là rất là hay. Và phương án chọn của Hứa Minh Đạt sẽ là số 1. Hãy bấm chuông. Người chơi đã chốt phương án. Chúng ta hãy cùng xem kết quả. Chính xác. Như vậy là lần này ban bình luận đã giúp ích được cho người chơi. Yeah. Nhưng sự giúp ích này mang về tiền thưởng là bao nhiêu chúng ta còn chưa biết. Bao nhiêu cũng được, miễn là tiền là được. Đúng rồi. Ổn đúng không? Ổn. Dạ. Mong là nó nhiều hơn 1 triệu. Xin mời số 3. Trời, 5 triệu. Đúng rồi. Dạ. Thiệt luôn á trời. Thấy không? Bây giờ là lúc chúng ta hãy cùng gặp gỡ với khách mời số 1. Và bây giờ xin được mời chị hãy giới thiệu về mình cũng như cái khả năng ca vọng cổ của mình ạ. À, dạ, trước tiên thì em cũng xin kính chào toàn thể quý anh chị có mặt nơi đây. Dạ, chào chị. Dạ, cái tên mà để em đi diễn là Phương Cẩm Ngọc. Em sinh năm 91, em vào nghề cũng từ năm 8 tuổi. Dạ. Dạ, trong gia đình thì có ba và cũng như là có chị hai theo nghề cải lương. Rồi vậy là chị làm nghề chắc cũng 20 năm rồi chị. Dạ cũng khá lâu rồi. 20 năm là một quãng đường rất dài đối với một nghệ sĩ chưa bước qua tuổi 30. 8 tuổi là chị bắt đầu đi theo đoàn hát rồi. Dạ đi theo ba. Đi theo ba và chắc là ngồi ở sau cánh gà nghe ca rồi nghe nhịp là nó ngấm vào trong người rồi. Dạ cũng không có được học hỏi nhịp nhàng gì hết trơn á, nhưng mà tại vì nghe lóm riết rồi nó máu luôn. Dạ. Bạn có khả năng là hát ca vọng cổ hơi dài. Vậy thì bạn có nhớ là cái hơi dài nhất của bạn là bao nhiêu lâu không khi hát một cái câu vọng cổ? Dạ có thể là 45 giây cũng đến, có thể là 48 giây. Vỗ tay thật lớn cho người phụ nữ này được không ạ? Yeah. Em xin phép được hát chay, không có nhạc nền gì hết. Dạ. Em xin trình bày một cái trích đoạn của soạn giả Đăng Minh, đó là vụ án Mã Ngư. Nguyện thề bên nhau không bao giờ thay đổi, dù cho non mòn biển càng không phai, tình đâu ai nợ ngắn đôi. Tội lắm mong ơi, tội lắm mong ơi, chữ xin đừng chia rẽ duyên đầu. Cầm lại ông nhàn lại ông, xin đừng chia rẽ duyên đầu. Con ơn ấy như trời như biển, tôi nguyện trọn đời ghi tạ trong tim. Xin ông đừng chia rẽ mối lương duyên, để cho chúng tôi được trọn hạnh phúc. Nếu xảy ra điều gì bất hạnh, đau xót dài dò giết chữ đời tôi. Hay quá. Hay quá luôn á. Và thời gian chúng tôi đo được ở câu hát mà bạn đã thể hiện ở đoạn đầu là khoảng 39 giây 3. Hôm nay em không có khỏe. Đó, nhưng mà đó đã là một điều quá khó rồi. Và chúng ta một lần nữa, lần này sẽ là cả 4 người vỗ tay cho phần trình diễn vừa rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều đã đến với chương trình. Và chúc bạn sẽ có thật nhiều niềm vui trong công việc mà mình đã chọn, và sẽ luôn luôn may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn bạn. Dạ em xin cảm ơn. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn chị.